Bây giờ em hướng dẫn chị em mình viền nha. Thì đầu tiên thì cái thân áo chị em mình trải cái thân áo ra. Mình trải thân áo thẳng ra nha. Chị em mình sẽ đo trên thân áo. Chị em mình đo trên thân áo ha. Mỗi một đoạn như vậy là 6 phân. Sáu phân. Rồi cái sợi viền của mình, cái sợi dây viền của mình thì mình cắt vải xéo ha. Rồi cắt vải xéo. Khi mà chị em mình để cái vải cho đúng chiều nha. Thí dụ nha, em đặt sợi thước dây đây. Đây chị em mình căng cái sợi vải mình ra. Mình căng sợi vải mình ra. Nó hơn 30 nè mấy chị. Mình căng nhẹ thôi nè ha. Căng nhẹ tay mình buông thôi là nó gần 31 nè. Nhưng mà chị em mình trải cho nó dùng lại. Đây nó chỉ có 20, 27 thôi nha mấy chị. 27 chút xíu thôi. Cho nên là cái vải này để nó lệch một chút là cũng không ổn nha. Thì cái cách mà chị em mình tính cho nó chính xác nhất thì chị em mình cứ để miếng vải nó tự nhiên như vậy. Rồi chị em mình kéo cho nó thẳng là được. Đây ha. Thí dụ như miếng vải nè, chị em mình cứ để nó như như vậy. Rồi xong chị em nắm một đầu, chị em mình kéo nhẹ. Rồi nó nằm ổn định vị trí là được ha. Rồi chị em mình đo. Bên kia 6 phân thì bên đây 5 phân. Bỏ cái đầu một xíu. Rồi chị em mình đo 5 phân. Nếu vải thun ha, chị em mình đo 5 phân. Vải lụa chị em mình đo 5,5. Là 11. Rồi cứ một đoạn về là 5,5. Còn nếu mà viền trên vải thun thì chị em nhớ là đo 5 thôi nha. Rồi, chị em mình đặt lên mai. Thì cứ lấy cái dấu đầu tiên mình căng cho nó bằng dấu tiếp theo, rồi các cái dấu nó bằng với nhau là may. Rồi trước khi may thì thường là cái máy mới thì nó không có vấn đề gì, nhưng chị em xài cái máy mà hơi cũ một xíu hoặc là cái máy gia đình bình thường thì may nó dễ bị vô đầu, nó dễ bị rối chỉ. Cho nên chị em cứ lấy một miếng vải, vải dư của mình là chị em cắt vải xéo luôn. Cắt vải xéo nó sẽ không có bị tưa á mấy chị, các cái góc nó không bị tưa, chị em may cỡ nào nó cũng không tưa hết á. Còn nếu chị em cắt vải xuôi hoặc vải ngang nó sẽ bị tưa tưa hoài luôn. Còn này vải xéo nó không tưa. Rồi chị em may thử. May để mục đích là mình lau cái chân vịt của mình lau bụi luôn, rồi mình kiểm tra đường may của mình coi nó có bị rối bị gì thì nó sẽ rối phía bên ngoài. Cái này đường may rất là ok, không bị gì hết. Còn nếu mà chị em may cái máy cắt chỉ tự động thì nó dễ rồi ha. Còn nếu mà máy bình thường thì mình may xong cái này mình nối tiếp. Đây thí dụ. Cái máy em thì thực ra là cắt chỉ tự động mà tại em may theo truyền thống đó mấy chị. Sắp tới đây em sẽ hướng dẫn chị em mình thêu trên máy truyền thống ha. Làm khuy trên cái máy đầu đen luôn. Cái máy đầu đen mấy chị em mình thường may máy xưa mình đó, máy bướm vàng, máy xưa đó mình sẽ làm khuy luôn. Làm khuy máy á mấy chị. Rồi bây giờ mình sẽ để cái dấu đầu tiên. Rồi chị em may nối qua. Mình lợi mối nhẹ. Mai 5 ly thôi nha. Đây. Thì nó sẽ không có chỉ dư, không có chỉ thừa gì hết, nó không có dơ, nó sạch sẽ. Còn nếu chị em mình mà chắc chắc tùm lum thì nó sẽ chỉ mình cắt bỏ nó thừa, nó rớt nhiều chỗ tùm lum lắm. Rồi bây giờ mình sẽ để cái thân áo mình, cái cổ chị em mình để tròn như vậy nha. Chứ đừng có lôi nó giãn ra như vậy. Lôi nó giãn là mình may xong cái cổ áo mình nó sẽ bị giãn. Rồi để mình để tròn để mình xoay theo từng đoạn mình may 5 ly thôi. Mình để cho đúng cái dấu của mình ha.
tùy theo vải nó nha mấy chị. Thí dụ như cái vải nó giãn nhiều hay giãn ít thì mấy chị cứ căng căng vừa tay mình là được, đừng có căng xiết quá, đừng có căng mạnh quá. Chị em mình căng cái tay mình ít á, căng cái viền ít á thì nó sẽ bị giãn cái cổ ra, nó giãn. Còn nếu chị em mình căng nhiều nó sẽ rút, nó sẽ bị nhăn. Nó không giãn mà nó nhăn. Cho nên mình làm vừa phải thì nó mới đẹp. Chị em cứ canh cái dấu nè, dấu ngay dấu là được. Mình đo rồi là mai chính xác à, khỏi lo gì hết. Rồi mình may xong rồi. Chị em mình kiểm tra lại ha. Em hướng dẫn chậm nhưng mà chị em mình may một lần là chắc ăn là thành công luôn, cho dù là mới học may. Đây ha, chị em mình nhìn cái độ cong vải xéo nó rất là ok, cái vải cong bên đây nó rất là ok, mà ở chính giữa chị em mình thấy cái thân áo nó hơi nhăn nhẹ một xíu nè, nó hơi nhăn nhẹ một xíu nè, là tại vì cái vải này nó giãn chiều ngang nha mấy chị. Cái vải thân áo nè nó giãn chiều ngang cho nên em căng cái vải nó hơi mạnh tay một xíu, để chút xíu nữa mình may xong là nó vừa. Để thôi chị em mình may mới đầu may mà nó không có độ rút á, thì một chút nữa khi mà mình may xong rồi á thì nó sẽ bị giãn chỗ này ha. Tùy vải nha, chị em mình phải ứng biến theo cái độ giãn của vải mình. Rồi chị em mình sẽ kiểm tra cái đường may của mình coi có chỗ nào nó dư không. Thí dụ như ở đây nè, nó dư xíu, không biết nhìn thấy không Phúc. Thấy gì? Chị em mình thấy nó dư như vậy, lỡ chị em không có sửa thì chị em mình gọt lại xíu nha, mình gọt lại cho nó bằng nhau, đừng có để chỗ lớn chỗ nhỏ nhiều. Tuy nó có một xíu thôi nhưng mà mình kỹ thì mình may nó sẽ đẹp. Rồi chị em mình bẻ vô viền vô. Mình bẻ vô, bẻ về ha. Mình cứ bẻ bình thường như vậy. Không cần phải cốp vô, thường á là mình phải bẻ mình gói vô. Còn đằng đây thì mình sẽ bẻ một đường thôi nha, để một chút nữa mình cốp vô thì bề trái nó có miếng viền, bề mặt nó không có miếng viền. Rồi bây giờ mình bẻ vô bình thường. Bẻ vừa đủ thôi, không cần gói chặt, vừa đủ thôi. Rồi mình quay bề mặt lên mình may một đường. Bẻ một lớp thì dễ ha mấy chị. Cái cách viền này á, thì nó hơi mình viền hơi kỹ một chút nó mới đẹp. Nhưng mà nó thực ra cái này mình lên mấy cái mẫu áo á, mặt nhìn nó rất là dễ thương. Nhìn nó không có cầu kỳ mà nó không có quê. Nó tinh tế á mấy chị. Đây ha, mình cứ viền bình thường. Cái này là chị mới công đoạn đầu nha. Nó còn công đoạn tiếp theo nữa, để có nhiều bạn không có thời gian, cái mấy bạn mới có xem tới đây mấy bạn nói trời viền như vậy thì nó tưa hết hoặc là nó hư đồ này nọ. Mình phải làm cho tới công đoạn cuối cùng thì mình mới thấy được cái kết quả của nó. Rồi lại mối. Chị em mình cắt ra luôn. Cái đường may này chị em mình thấy nó có hơi vặn vặn nhẹ nhẹ một xíu không sao hết, tại vì hồi mình còn căng ra rồi mình còn ướm nó xuống nữa ha. Bây giờ mình sẽ gọt bỏ. Chị em mình thấy là cái phần viền của mình giờ nó dư nè, bây giờ mình gọt sát bỏ luôn, gọt cái phần thừa này. Đây chị em gọt về nè ha. Mình để cũng được nữa nhưng mà nó cộm á mấy chị. Nó cộm thì nhìn cái áo mình nó không khéo. Em thì em rất là kỹ, nếu như mà em may đồ á, làm khi mà mình mặc cái áo mình lên thì mình sờ cái tay vô mình cũng cảm thấy thoải mái, chứ em không chịu chỗ này cộm, chỗ kia nó mỏng quá, chỗ này nó dày quá, em không chịu như vậy. Rồi cái này thì chút nữa em cắt sao ha. Nói chung là cắt như vậy là được. Cắt qua tới bên kia luôn nha. Rồi tạm thời mình để qua bên. Ở bên này hiện tại là bề trái, em đánh dấu để chút em giải thích cho lúc mình ráp vai nha.
tạm thời mình để như vậy nha chị em, mình quên để là mặt nó tưa nó hư nha, chút mình cần cốp xuống nữa nha. Rồi bây giờ mình xử lý thân trước. Thân trước thì mình chọn một cặp nào cũng được, tại vì hai cái này nó giống y nhau rồi mấy chị. Mình chọn một cặp. Để em chọn cái cặp bên kia đi, cặp bên này nó có cái biên nè, nó có cái dấu hơi lớn nè, để cái vỏ cặp đó làm bề trái đi, bên này mình làm bề mặt ha. Rồi bây giờ thì chị em mình chia dấu ra, mình chia dấu ra để mà mình tra tra khuy ha. Mình lấy ra một thân để mình tra cái khuy. Thì từ trên cổ chị em mình bỏ xuống một phân đến 1/2 một dấu đầu tiên. Rồi chị em mình cứ đo xuống, chị em mình muốn đơm cái nút dày thì chị em mình làm cái khuy dày 4/1 một nút, hoặc là 3/2 hoặc là 4/5 ha. Thì chị em mình cứ đánh dấu thôi, ở đây em cho là 3/5 một nút, thì mình sẽ cho 3/5 mình làm một cái khuy. Rồi chị em mình đánh dấu cho tới hết cái thân áo của mình nha. Em chỉ làm một đoạn để chị em hiểu cái cách làm thôi, chứ mình không có làm từng chút hết, nó mất thời gian của mấy chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái khuy dây. Chị em mình ra cái khuy dây vô thì nhìn nó dễ thương. Còn nếu chị em mình không ra khuy dây, mình đơm nút lên cũng được. Mình làm cái khuy gì mình đơm nút nó cũng khuất rồi mấy chị. Nó chỉ lộ có một xíu dưới chân thôi, nhưng mà nhìn nó dễ thương. Thì khi chị em làm khuy dây thì em có hướng dẫn chị em mình rồi ha. Cái nút mình lớn thì mình làm cái khuy lớn. Ở đây em sẽ sử dụng cái nút chuỗi ha. Đây, em sử dụng nút chuỗi, cái nút nhỏ thôi mấy chị. Chị em mình thích màu hồng thì chị em mình mua nút màu hồng đơm nha. Mình thích sáng thì mình đơm màu trắng, tại vì cái này chị em mặc dưới váy trắng, cho nên chị em đơm nút trắng. Rồi mình cứ đơm nút theo ý của mình. Rồi là chị em mình không tra khuy dây, chị em mình ráp đường giữa lại, mình đơm nút giả vẫn được. Rồi mình tra khuy dây, mình may kín lại, mình đơm giả cũng được, mà chị em tra khuy dây đơm thiệt luôn cũng được. Nhưng mà ở đây thì em chỉ là tra khuy dây lên rồi em đơm cái nút bên cái khuy dây như thế này. Thấy cái chân nút không Phúc? Cái chân đó nó lộ một tí khuy dây ra. Rồi ha, cái này thì cái khuy dây thì chị em mình nếu như chị em mình đơm nút lớn hơn, em nói giả sử nha, giả sử chị em mình đơm cái nút lớn hơn đây. Đây thì mình cứ làm cái khuy lớn để mình đơm cho nó vừa thì thôi ha. Bây giờ em sẽ cắt cái khuy, cái dây của mình. Chị thích cái kéo này là khi cắt cái âm thanh nó làm cho mình thấy vui. Rồi để em đo cái khuy cho chị em mình xem cái chiều dài của cái khuy dây. Đây mấy chị, 4 phân ha. Cộng dây chiều dài 4 phân. Chị em mình đánh dấu bao nhiêu cái khuy thì đánh dấu bao nhiêu khuy, làm bao nhiêu sợi dây. Rồi bây giờ em sẽ kết lên một đây một sợi dây, một cái khuy ha. Trên đây chú em kết sao, em kết ở đây đi. Đây chị em cứ may dính vô đây. Rồi bây giờ em dừng camera, em may dính tất cả các cái khuy vô cái nha. Rồi em đã đính mấy cái khuy vô rồi ha mấy chị. Cái này mình may máy, mình cứ may cho nó dính vô, hoặc hai may tay cũng được nha. Rồi bây giờ mình đã dính vô áo xong rồi thì chị em mình cứ đặt một cái thân nữa, một cái thân trước nữa, chị em mình may vô ha. Đặt mình may y như cái đường lúc nãy. Cái này thì hôm đó mình chừa đường may gần 1 phân á mấy chị. Rồi chị em không quen thì chị em lược nha, không quen thì cái đường thẳng này mình lược, còn nếu mình quen thì mình may luôn. Rồi bây giờ khi mình may thì mình bỏ từ ở phía trên xuống.
Có hai cách may nha mấy chị. Có hai cách may. Cách thứ nhất là chị em may từ ở trên ngoài bìa luôn. Chị em may tuốt xuống lai. Còn cách một cách số 2 thì chị em mình bỏ xuống. Bỏ xuống hơn 5 ly xíu. Mình mới bắt đầu. Rồi chút em giải thích, em may tới rồi em giải thích. Thực ra mỗi một cách nó có một cái khó khác nhau. Bây giờ em sẽ may cách số 2 nha. Rồi một chút em sẽ giải thích cách số 1. Rồi chị em bắt đầu từ cái dấu chấm. Mình kê hai mí bằng mình may xuống. Lợi mối nha mấy chị. Chị em mình lưu ý cái đường may này đừng cho rút nha. Cái đường may này chị em may dễ bị rút lắm. Tại vì mình may nhiều đường chỉ. Đầu tiên là mình tra cái khuy dây. Tiếp theo nữa là mình may cái đường hai thân dính lại, tức là đường em đang may nè. Rồi một chút nữa mình còn dằn bề trái một đường nữa. Cho nên nó nhiều đường chỉ thì có nhiều cái chất liệu vải mà chị em không kinh nghiệm á, thì chị em may sẽ bị rút. Cho nên là hạn chế rút nha. May cho thẳng. Rút nó giật cái thân trước lên, nó hách cái áo lên, nó không đẹp. Rồi mình lợi mối. Rồi ở đây là em hướng dẫn cách số 2, nhưng mà bắt đầu em ngược lại em nói cách số 1 nha. Cách số 2 là khi chị em mình may xong, chị em mình bung ra. Đây thì cái khuy dây mình nó như vậy. Bây giờ nó chưa có cái gì hình thành hết thì nó mới chỉ như vậy thôi. Nhưng mà ở chính giữa cổ mình nè, là nó hở ra hơn 5 mm ha. Rồi là cái này xong á, thì chị em mình sẽ ủi chẻ hai. Cái đây là cách số 2 ha. Cách số 2 thì chị em mình ủi chẻ hai đường may ra. Rồi nếu cách số 1 thì như thế nào? Cách số 1 thì chị em sẽ dằn một đường. Chị em dằn một đường bề trái. Đây ha, chị em dằn một đường. Dằn một đường xong chị em mình lượt lại luôn. Mình lượt lại luôn. Lượt sơ sơ thôi nha mấy chị. Mình lượt mình kiểm tra để cho nó ngay, coi nó ngay nó chính xác hay không thôi nha. Rồi mình lượt xong bên này. Rồi em thí dụ nha. Bây giờ tạm thời là em để một bên nha. Cái này thì mình có dằn một bên rồi. Đây, thí dụ như mình dằn rồi, mình dằn rồi mình để một bên ha. Bên này là bề mặt của mình không có đường chỉ dằn. Rồi bên một bên còn lại mình cũng vẫn may y như vậy luôn. Mình cũng bắt từ trên cổ mình may xuống, mặt với mặt úp lại. Rồi chị em mình cũng bỏ xuống. Nếu như mà mình may mà lượt riêng hai thân giống như là em nói cách số 1 thì mình khỏi bỏ xuống nha. Còn tại vì em may cách số 2 cho nên em bỏ xuống một xíu. Em giải thích là chị em mình hình dung được liền à. Nhưng mà phải may một thân nữa rồi giải thích mới được. Cái vải này nó rất là khó may. Rồi chị em mình, nếu như mà chị em mình may cách số 2 thì cái thân này chị em mình cũng ủi chẻ hai ra. Còn nếu mình may cách số 1 thì mình không ủi chẻ hai mà mình may qua một bên. Đây, chị em may hai thân này đẩy qua bên, hai thân này đẩy qua bên. Rồi xong mình mới kế lại. Chị em mới kế lại, khi kế lại thì chị em may cho nó dính lại. Đây, mặt với mặt úp lại. Đây, mặt với mặt úp lại. Rồi để em lấy kim em ghim cái là chị em hiểu ý em liền. Em may giả sử khúc đi nha mấy chị. Em giả sử khúc nha. Em may thưa rồi chút mình rút ha. Bỏ đường may qua một bên hết. Bỏ qua bề trái hết nha. Cái cách này thì nó có một cái nhược điểm là một chút nữa mình lên cổ á. Nó lợi mối á, nó còn nhả lại một xíu, nó không có được sát y như ý mình. Với lại một cái nữa là khi mà chị em mà so hai cái đường này là ngay với nhau á, mình so cho nó ngay với nhau, nó hơi khó.
Mới mai thưa mà quên mai dày rồi đó. Rồi ha, chị em mình mai từ dưới lai lên tới cổ luôn. Rồi mình sẽ bung nó ra. Đây chị em bung nó ra thì bề mặt nó có cái khuy, mà nó không có lòi bề trái ra. Rồi ở bề trái của mình nè, đây có chỗ nó lấn vô sâu, có chỗ nó lấn vô cạn. Ha, cái nhược điểm của nó là như vậy. Thành ra em không 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 ráp kiểu này. Mà chị em ráp kiểu này vẫn được nha. Thì nếu chị em muốn ráp kiểu này á, thì chị em mai cái cổ sẵn luôn. Lúc mà mình mai từng bên nè, lúc mà mai từng bên chị em mai cái cổ luôn. Ha, để hồi mình ráp lại. Nhưng mà em không xài cách này nha. Mà chị em nào thấy cái cách này dễ mai, thích mai thì cứ mai cách này. Em tháo ra. Cái cách này chị em lượt thì mai cũng ok. Chị em xuyên thì lượt thì mai nó cũng thẳng, nó cũng đúng, không sao. Còn nếu như mà chị em muốn mai cho nó dễ hơn thì mai theo cách số 2. Rồi cách số 2 của mình thì bây giờ là đơn giản thôi. Mình đi ủi chẻ hai đường mai cái nha. Giờ Phúc dừng camera giùm chị đi. Chị đi ủi chẻ hai nha. Rồi em đã ủi cái đường nẹp nút rồi nha mấy chị. Em ủi đường nẹp nút của mình rồi, em ủi chẻ hai đây. Mình đẩy qua một bên cũng được nữa, nhưng mà qua một bên nó cộm, thành ra chị em mình nên chẻ hai ra. Đây, còn cái cặp còn lại, cái cặp mà không có khuy dây của mình nè, em cũng ủi chẻ hai rồi. Nếu mà chị em mình muốn mai cái phần bề trái mình liền thì chị em mình cắt tới thân liền cũng được nha. Cái thân bề này là thân bề dưới nè, liền cũng được. Còn cái này em ủi chẻ hai nè ha, mình nói lại mình ủi chẻ hai. Nó có cách mai ủi chẻ hai cho mình để mai hồi trong bề trái cho nó đẹp. Rồi bây giờ chị em mình may lại cái vòng cổ. Mặt với mặt úp lại. Đây ha, mặt với mặt úp lại. Rồi chị em mình kiểm tra nha. Kiểm tra cơ các cái đường sườn vai, các cái đường nách đồ của mình nó bằng hay không. Lúc cắt chị em cắt kỹ rồi thì bây giờ nó sẽ bằng thôi. Mà cái này thí dụ như nó có lệch khoảng tầm 2-3mm, 5mm không sao hết. Thì chị em hồi cứ lượt thôi. Cái này nó không có so le mà tại em cố tình em kéo nó so le đó mấy chị. Là ý là em nói lỡ mà mình dắt sổ có phạm nhiều vô thì không sao hết. Chị em mình cứ lượt hồi mình tra tay nó mất tiêu à. Rồi bây giờ mình sẽ lượt vòng cổ. Tại vì cái vải lụa thường là cái cổ mình nó sẽ bị giãn nha. Cắt xéo vậy nó dễ bị giãn, cho nên chị em mình nên lượt ha. Chị em nào mà mai cứng rồi thì em cứ mai vòng từ đây qua. Còn nếu như không thì mình lượt nha. Bây giờ em sẽ lượt cái vòng cổ. Bao nhiêu phút rồi Phúc? 23 phút. Sợ mai nữa nó dài quá. Sợ chị sợ mai nó dài. Yeah. Em lượt xong cái đường này, em hướng dẫn chị em lượt cho ngay cái chính giữa này ha. Rồi mình đánh dấu đường mai rồi bắt đầu là mình dừng cái video này, mình tiếp tục cái video tiếp theo. Chị em mình cứ lượt. Em quên nói là chị em mình, một là chị em mình lượt xích vô trong một xíu, tức là lượt một phân đường lượt, hoặc là mình lượt meo hơn 5 ly. Để một chút nó mình mai cái đường mai của mình nó đừng có dính ngay cái đường lượt của mình. Nó dính lên hồi là nó bị méo đó mấy chị, nó không khéo. Đừng có lượt thưa quá nha. Lượt chỉ chiết thôi. Chị em mình cứ so cho nó bằng nhau rồi mình lượt. Lượt tới ở mí giữa cổ thì chị em mình cứ hai đường ráp nè. Nó ngay với nhau nè mấy chị nè. Nó ngay chỗ cái mình chẻ ra nè. Yeah. Đó chị em mình lượt xuống tới đây rồi chị em mình lượt qua. Chịu khó em lượt xong cái này cái mình hãy dừng camera nha. Chị em thấy em làm nó công phu vậy chứ khi mà chị em lên mai nó nhanh lắm chứ nó không phải vậy. Tại này em làm từng chút á thì mình thấy nó chậm. Mình quen rồi mình kê lên máy mình may luôn à. Chị em mình kỹ thì lúc chị em mình cắt á, lúc mà đặt hai thân lên cắt á, chị em mình bấm vậy nè, bấm hai ba dấu thì chút mình kê cái dấu bấm ngay thì mình lượt thôi. Phúc quay phim cho mình á mấy chị, nó may đồ cho mẹ mặc được đó. Có điều là may xấu. Nó bị nhăn, nó không có khéo như mình. Thấy cắt dễ quá lên cắt ráp thử.
Tại cưng không luyện thường xuyên á, chứ cưng mai thường xuyên lá đẹp không? Giải thì hơi bị khó mai chút. Tại cái tay cưng làm những cái đồ nặng á, cưng quen á, thì cái da tay nó bị dày, cái cưng cầm vô vải cưng không có cảm nhận được, giống như là chị em của chị. Dạ chị kêu em cầm inox là em cầm không ngán, còn cầm giấy em ngán lắm. Chị cầm có một chút xíu đây mà còn đứt tay nữa, cái lúc mà chưa có làm cái Bóng chưa có làm cái bìa nó đó Phúc, cái bìa đó à? kêu bằng cái gì đó, À. bữa tôi nói là cái đó cái gì ba dớ cái gì đó Dạ, Phúc ba dớ. à, trời cái đó nó bén quá, cái kim mai tay mà cũng sực mũi nữa, hồi nãy chị khửi cái gì nữa nè, chị khửi cái nãy chị khửi lấy cái kim khửi gì nãy chị khửi mà chị quên rồi. À hồi nãy đơm cái móc quần, hàng gì nó sực mũi. Rồi chị em mình cứ lược hết vòng cổ của mình như vậy ha, lược hết vòng cổ rồi chút nữa chị em mình may thôi. Cái này xíu nữa mình lấy thước á chị, mình lấy thước cái mình vẽ cái đường này lên, mình kết thúc cái video này đi, cái video sau chị vẽ cho nó đủ thời gian á Phúc, Dạ để thôi làm đính quýnh cho nó không ấy.